Chào tất cả các bạn, mình là một người chuyên săn hàng tại Lazada. Những cái đồ nào mà thí dụ độc đẹp mà nó rẻ là mình mua về chơi thử, xài thử, với lại mình chơi cho vui. Thì cách đây chừng khoảng 2 tuần thì mình thấy nó xuất hiện trên app của Lazada là cái đồng hồ hiệu Pizen. Thì mình cũng mua một cái về, mình đeo thì thấy thứ nhất là mình thấy nó chất lượng, mình thử ngâm nước đồ này nọ cũng tốt và mẫu mã thì cực đẹp luôn. Thì mình mang về thì có một người bạn, họ mới nhờ mình đặt thêm cái này, cái mới, cái của mình, cái mình bỏ trong kia. Đó, nó đặt đây, đây hộp của mình đặt nè. Thì nhờ đặt giùm một cái đây, thì mình mới cầm về sẵn là tiện đây mà mình lấy ra mình quay luôn, để chia sẻ cùng các bạn. Đó, cái đồng hồ này đây, các bạn hãy xem mẫu mã nó. Cái màu trắng là nó rất khó quay phim nha các bạn, quay bằng điện thoại mà. Đó, thì nó là hiệu Pizen. Đó, hiệu Pizen thì mình thấy về cái phần mà dây nhợ đồ, từ dây nè, các cái. Đó, từ dây nè, từ nói chung là những cái chi tiết nó làm bằng thép sáng bóng. Thì mình mua về mình đeo thử rồi, nói chung tốt, ngâm nước còn thử. Đó, cái mẫu mã nó thì cực kỳ đẹp. Ở bên ngoài này là nó là bằng đá màu đen. Kính nó là kính rất chất lượng nha. Kính thì nó có một cái nổi lên nè, để cho mình xem ngày tháng nè. Đó, để mình quay cận cảnh sát cái đồng hồ cho các bạn xem. Màu trắng rất còn quay. Đó, các bạn thấy không? Cái mặt của đồng hồ đẹp cực kỳ chưa, hiệu Pizen. Đó, cái hàng này là thì cái đồng hồ này thì nó chỉ có giá là mình mua trên Lazada là nó chỉ có giá là 160k thôi các bạn, rất là lẻ rẻ. Thì nói chung thời buổi này mà mình chủ yếu mình đeo để lấy model thôi, chứ còn thí dụ nay mình đeo này, mai mình đeo cái kia cho vui vậy thôi. Chứ còn nói về mức độ sang trọng thì ngày nay đồng hồ thì cũng bây giờ mình có, bây giờ hàng giả phay, hàng giả nó ra nhiều quá mà. Bây giờ mình có đeo cái vài chục triệu thì người ta cũng không có đánh giá được nó là cái hàng bao nhiêu triệu, bởi vì nó rất là giống nhau. Nó thành thứ ra là mình cứ mua những cái hàng này về rồi mình đeo, thí dụ mình đeo vài tháng rồi mình lại thay cái khác. Đó, cái vậy nó cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu, không. Thí dụ như bây giờ với một cái thời trang mà bạn bỏ ra chỉ có 160.000, cho nó 200.000 trở lại đi, để mà bạn mua một chiếc đồng hồ như vậy rồi bạn đeo đi chơi, nhìn cho nó, để tạo cái dáng cho mình thôi, chứ không phải là nhìn cho nó không phải là để mà đặt cái sang trọng về tiền bạc vào trong đó. Bây giờ tiền bạc nói chung nhiều, ai cũng có tiền, người ta có thể mua tới cái thứ gì nữa. Nhưng mà cái mà chơi, model chơi cho vui thì mình mua. À, cái thằng này á thì nó không có vô nước. Nó đặc biệt không vô nước, mẫu mã làm rất là đẹp. Đó, chỉ 160k thôi. Thì mình mua nhiều lắm. Đây nè, đây cái này mình cũng mua là nó vừa có máy điện tử đồ luôn này. Đó, mua này mấy trăm nghìn á. Đó, các bạn thấy không, có máy điện tử đồ luôn nè. Đó, mình mua rất nhiều, cứ lâu lâu mua một cái về đeo chơi cho vui. Rồi mình mua có cái 1 triệu, có cái 2 triệu, có cái 500, có cái 100, cái 200, nói chung đủ giá. Đó, nhưng mà mình thấy cái đồng hồ này á thì nó rất là đẹp, mẫu mã đồ đẹp, hàng chất lượng, dây sắt đồ này nọ rất là chất, rất là ngon lành đàng hoàng, dây đồ chất lượng lắm. Những cái chốt nó mình tháo ra mình cắt dây là chốt to, không thể nào đứt dây đồ được. Nhưng mà không hiểu sao mà cái hàng này nó mới tung ra thôi, cái thương hiệu này mới tung và hàng mới tung ra, nó chỉ bán trên Lazada chỉ có 160.000. Đó, mẫu mã cực đẹp luôn. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu thì lên mua. Đẹp ghê chưa, 160.000 mà đẹp ghê chưa.
Tuyệt vời chưa? Cái máy của mình hình như ở đây thiếu ánh sáng hay sao, bình thường nó quay đẹp lắm rồi. Hay là do mặt đồng hồ trắng nó khó nhận dạng à, đẹp thấy chưa các bạn à, mang về mà nó người ta gửi từ hãng về mà nó đúng ngày đúng giờ rồi luôn, quá tuyệt vời. 160.000 quá tuyệt vời. Đây, nó có phiếu bảo hành đây. Mát độc đây, có nghĩa hàng độc đây. À. Thôi. À, mến chào các bạn nha. Thôi.